Những bạn mà chưa kịp đi cà phê sâu thì xem qua video này nha. Đầu tiên mình dạo qua quầy bán cà phê và dụng cụ specialty. Tiếp đến là quầy bán dụng cụ pha chế khá là rẻ, quầy bán bánh và nguyên liệu làm bánh. Tiếp đến là xem cuộc thi Barista Championship. Năm nay khá vắng thí sinh tham gia, quán quân mấy năm trước thì tiếp chạy trở lại đúng không nào? Dừng chân ở một con máy pha khủng hình như giá trên 300 triệu thì phải. Cứ nhìn máy pha xịn thì phải thử. Nào cùng theo chân mình nha. Before we get lost, let me have first. Can get what we want without knowing. Never felt like this before. Apologize if I'm moving too far. Can't we just talk? Can't we just talk? Thinking how we're going. Yeah. Started out right, I can see it in your eyes.